Ở đây thì anh chàng Amodot gặp một chút sự khó khăn, mất rất nhiều máu khi bị cấu vào. Tuy nhiên thì có lẽ vẫn sẽ an toàn thôi khi mà đang có tình huống rời đi rồi, nhưng mà không. Một tình huống mà Amodot tôi đã từng là thoát được khỏi tầm bắn đối phương, nhưng mà Lambu lập tức có fire shot, Amodot nằm lại rồi, và việc nằm giữa đồng như này thì sẽ là dễ dàng để cho Zenan confirm thôi. Một cú kết hàng rất khó chịu đến từ Global Esports Access. Di chuyển đến từ Enter Force 36 có rất nhiều những họng súng đang nhắm vào họ, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa mất đi bất kỳ một ai cả. Di chuyển là khá khéo. Star Lord là người đang đi đầu và sao chúa mất đi rất nhiều máu, anh ta chỉ còn lại cho mình một chấm máu mà thôi. Và liệu anh ta có thể thoát được mãi không đây? Ui trắng cả máu luôn cơ mà bây giờ thì đã nằm. Và bây giờ thì liệu rằng cái tiếp theo phải nằm xuống phải là ai đây? Ether bị hỏi thăm vào, nhưng ngay tức thì Eric có pha bắn cover và Toxie mới là người phải nằm xuống. Và Atomu mất khá khá máu, tình huống bắn khá tốt đến từ đội hình của các anh chàng bỗng dưng tôi lại quên mất rồi, nhưng không sao cả, bỏ qua tình huống đó đi vì bây giờ đang có tình huống đụng độ đến từ Global Esports Access. Và Ata chặn xe là cực kỳ tốt đến từ Ata, họ chủ động lấy thân mình ra để cản đối phương lại. Và khi mà Gex phải nhảy xuống thì không còn Gex nữa, top 15 dành cho Global Esports Access. Tuy nhiên thì những phát bắn smoke luôn luôn đầy tính may rủi, tôi rất khó để táp trúng đối phương được. Còn quay trở lại thì Mad Clan vừa xong thì bộ đôi Last cũng như là EN đã phối hợp với nhau để có cái mạng của C rồi. Thậm chí rằng chúng ta còn bắn với sang cả đằng bên kia luôn, mắc thế là người nằm xuống. Một tướng McLaren đang có một góc bắn rất thoải mái do phần lại còn AT ở đây thì xong rồi. Xoay đầu bị nốc trong tình trạng đang cùng của Death, và đó là tình của Death tự còn phương bên trạng này luôn. Rất cố gắng, tuy nhiên Game for Young mới là người phải nằm xuống trong tay của AT và cùng đó là sự hỗ trợ của 7 Gaming nữa. Đằng sau thì có thêm cả 17 Gaming bắn vào, bây giờ thì Ata có lẽ là họ gặp khó rồi. Đây là một vị trí cực kỳ trống trải và đồ được dã xa. Mikian có được mạng đầu tiên và không còn Ata nữa. Top 13 dành cho ATA. 17 đã có những người đầu tiên bước vào phía bên trong vòng bo mới giật. Vừa xong thì Genji Ether bắt bớ được anh chàng Adder của Ghibli Esports rồi. Tuy nhiên vẫn còn những căn nhà như này thì có lẽ Adder cũng sẽ được cứu lên thôi. Ở một diễn biến khác thì đám buồn Gabin đã lên tiếng, nhưng mà liệu rằng có đủ hay không đây. Tiếp tục còn nổ súng vào đến từ Danawa và thậm chí rằng là cả đám buồn kia nữa. Ian của những thành viên khác thì vẫn đang cố gắng spam về phía của Danawa, có thể có tiếng nhồi nết sang nữa rồi. Tuy thì những quả smoke này vẫn tạm thời giúp cho Danawa có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng bây giờ thì sao? Phi xe thẳng vào những YJ nói không, lập tức là bắt bớ đây chàng two tap của bên Ultimate Clan và tiếng đưa trở về đó là 3v3. Cơ hội là còn nguyên, nhưng bây giờ thì Danawa mất thêm Seoul rồi, và ở một diễn biến khác Sport bất ngờ tan vỡ trước Genji trong một nốt nhạc thôi. Tình huống xây tốt đến từ Deva và không có quá nhiều cơ hội dành cho Danawa trong tình huống này. Họ chỉ còn lại một mình vị trí Lê Claw thôi, giờ thì sẽ có hai. Đây là một góc spam thoải mái và smoke đến từ Mad Clan, và không còn cơ hội dành cho Danawa Sport nữa. Cực kỳ rộng đến từ Change the Game, nhưng giờ nó đã không còn nữa khi vòng bo tiếp tục thụt xuống phía dưới. Những người phía bên trong bo vẫn là New Happy. Và bây giờ thì góc 9 giờ chúng ta thấy những sự đụng độ đến từ Pero cùng với 17 Gaming. Những đội tuyển dẫn đầu của xếp hạng như V7 hay Danawa đã dừng lại rồi. Đây là sẽ là cơ hội để cho những đội tuyển đã từng có lần ăn gà có thể vươn lên. Và thậm chí rằng là cả Genji nữa, khi đây là game đấu hiếm hoi mà đến với phase thứ 6 họ vẫn còn nguyên cả 4 người chơi. Còn ở một diễn khác thì sao? Giờ thì sẽ cố gắng cứu lại nhau từ 17 thôi. Còn Pero thì cũng đâu vụ lại được bọn đã mất rồi. Một quả nết trả ra rất khó chịu đến Tích Mì. Không chỉ Mamu mà cả Icelab cũng đi luôn trong vòng một nốt nhạc. Và đó là top 7 gọi tên thành viên team Pero. Tiếp tục có máu mất ở đây, XP đang phải di chuyển vị trí của mình. Ninh Kiang bắt được Sujiu rồi. Ở bây giờ thì thêm những điểm bốc vào tiếp theo dành cho Cheng The Game. Trong game thi đấu này họ đang làm khá tốt với 6 kill thời điểm hiện tại và nhấc cả cái nóc xe lên. Enter Force 36 trong một góc nào đó họ đã bị clear vị trí số 6, và giờ những sự bình tĩnh của Monkey King là điều mà Cheng The Game cần. Và bây giờ thì họ sẽ có 4 người để tấn công vào EN. Chắc chắn là đã có thông tin. Ok, hóa ra là không biết à, và bây giờ thì EN sẽ đẩy ra vẫn phải nằm lại. Và Lucky Hoàng Sang có một tình huống cover những đồng đội của mình rất tốt, anh ta giữ được mạng cho người đồng đội. Và giờ thì sẽ là Mad Clan tiếp tục mất người. Và đối với cả Mad Clan thì thôi xong rồi, đây là sự án tử của họ khi mà Invincible Game đang muốn đẩy nhanh đội trận đấu này. Đẩy lên quả lửa linh quang nướng chín đến chàng Last. Đây cũng là đề và đây thì cũng đang phải cố gắng 1v4, nhưng mà cơ hội để làm được điều đó là rất thấp nha. Khi bên kia đó là thì Điều Vi cũng đang bắn chéo sang nữa. Một hit bắn chính xác đến từ Gian rồi. Và giờ thì có lẽ vấn đề trẻ thời gian trước khi mà Deva nằm lại, và đúng là như vậy luôn. Mạng hạ gục là dành cho Gian của New Happy chứ không phải là các thành viên của team Change the Game. Đồ bắt đầu trả ra rồi, đầu tiên là một quả lửa, sau đó là sẽ là một quả lựu đạn về phía của Linh Kiang, và nó ở ngay chân anh chàng này. Cực kỳ chính xác, Pio là người có được cho mình điểm đốc ao, thêm một quả lửa nữa và đây sẽ là điểm kill cho anh ta. Một tình huống spam smoke rất khó chịu ở đây. Tuy nhiên thì vẫn chưa có thêm ai phải nằm xuống, nhưng vừa đến sau thì Gian đã bị bắt bớ vào bởi Lucky rồi. Và những cái lợi thế có được ban đầu DP đang dần dần mất đi, đang dần dần đi khỏi họ nhà khi tiếp tục đó là cả HZ cũng đi luôn. Một pha phối hợp đến từ Genji và Change the Game, phần đó đã khiến cho DP trở thành nạn nhân. Rất bất ngờ khi mà những tưởng rằng cự ly của hai team như kiểu Genji và Change the Game thể hiện trước là gần nhau, thế thì họ sẽ vào trong chết chính không.
tự dưng lại có một ý tưởng lớn gặp nhau đây, đó là một clear cánh DFP trước, và DFP bây giờ chỉ còn lại có 3 thành viên thôi, và thậm chí rằng sẽ là 2 khi mà vòng bot đã co vào ngay phía sau họ rồi. Bây giờ chúng ta thì nhìn thấy rằng các anh chàng đến từ New Happy đã kịp thời giữ lại cho mình được một thành viên. Họ còn 3 người nhưng tiếp tục có đồ được dã vào trang. The Game đang cực kỳ chủ động trong tình huống này. Và họ muốn lấy thêm những điểm kill nữa. Họ muốn vươn lên vị trí ở phía trên. Bắn kỳ kinh có tình huống đặt tâm và tiếp tục là sát thương được gây vào. Asura là người có được một điểm knock out đầu tiên. Và bây giờ New Happy đang liên tục bất người. Họ chỉ còn lại cho mình một thành viên duy nhất mà thôi. Trang The Game cũng tương tự. Và bây giờ The Game chỉ còn 4 người đấu với mỗi bên team một người bên kia. Thì khả năng cao họ sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên thì bỗng nhiên Genji cũng mất đi cho mình đó hai người. Trang The Game chỉ còn lại vị trí của anh chàng 5B mà thôi. 45 máu còn lại đến từ PO, và giờ thì sẽ là top 1 đầu tiên dành cho Genji.